Xin kính chào quý phụ huynh, các bạn và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học bài 22, Thư gửi bố ngoài đảo. Tiếng Việt lớp 2 mới tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Cô mời các con mở sách giáo khoa trang 95 để chúng mình bắt đầu giờ học. Quan sát tranh, các con thấy những ai trong hai bức tranh? Họ đang làm gì? Cô mời các con quan sát để trả lời. Cô mời các con cùng nhau xem những suy nghĩ của các con có giống với suy nghĩ của cô không? Ở bức tranh số 1, đó là cậu con trai, cậu đang viết thư cho bố của mình. Còn ở bức tranh thứ hai, đó là một chú lính hải quân đang canh gác ở ngoài đảo Trường Sa và chú lính này chính là bố của bạn nhỏ. Bạn nhỏ rất nhớ bố và bạn nhỏ đang viết thư cho bố của mình. Và hai bức tranh này cũng đó cũng nói lên nội dung của bài đọc hôm nay mà chúng mình sẽ học, đó là bài đọc Thư gửi bố ngoài đảo. Các con nghe cô đọc mẫu thư gửi bố ngoài đảo. Bây giờ sắp Tết rồi, con viết thư gửi bố. Tết con muốn gửi bố, cái bánh trưng cho vui. Nhưng bánh thì to quá, mà hòm thư nhỏ thôi. Gửi hoa lại sợ héo, đường ra đảo xa xôi. Con viết thư gửi vậy, hẳn bố bằng lòng thôi. Ngoài ấy nhiều gió đảo không có gì che ngoài ấy chắc nhiều sóng bố lúc nào cũng nghe bà bảo hàng rào biển là bố đấy bố ơi cùng các chú bạn bố giữ đảo và giữ trời nhà thơ xuân quỳnh Hòm thư có nghĩa là gì? Hòm thư là thùng để bỏ thư vào đó và nhân viên bưu điện sẽ nhận thư và gửi đến theo địa chỉ ghi ở trên thư. Bài thư gửi bố được chia làm 4 đoạn thơ, đoạn thơ thứ nhất từ đầu cho đến nhỏ thôi, đoạn thơ tiếp theo cho đến bố bằng lòng thôi. Đoạn thơ thứ ba tiếp theo cho đến bố lúc nào cũng nghe. Và đoạn thơ cuối cùng là phần tiếp theo cho đến hết. Bây giờ chúng mình cùng nhau luyện đọc từng đoạn thơ. Các con sẽ đọc thầm cùng với cô. Thư gửi bố ngoài đảo. Đoạn thơ thứ nhất. Bây giờ sắp Tết rồi. Con viết thư gửi bố Tết con muốn gửi bố cái bánh trưng cho vui, nhưng bánh thì to quá mà hòm thư nhỏ thôi. Đoạn thơ thứ hai, gửi hoa lại sợ héo, đường ra đảo xa xôi, con viết thư gửi vậy, hẳn bố bằng lòng thôi. Đoạn thơ thứ ba, ngoài ấy chắc nhiều gió, đảo không có gì che, ngoài ấy chắc nhiều sóng bố lúc nào cũng nghe đoạn thơ thứ tư bà bảo hàng rào biển là bố đấy bố ơi cùng các chú bạn bố giữ đảo và giữ trời xuân Quỳnh Cô mời các con bấm dừng video, chúng mình luyện đọc lại từng đoạn thơ. Đọc xong chúng mình lại bấm tiếp theo. bây giờ chúng mình đọc toàn bài cùng cô thư gửi bố ngoài đảo bây giờ sắp tết rồi con viết thư gửi bố tết con muốn gửi bố cái bánh trưng cho vui nhưng bánh thì to quá mà hòm thư nhỏ thôi gửi hoa lại sợ héo đường ra đảo xa xôi con viết thư gửi vậy hẳn bố bằng lòng thôi ngoài ấy chắc nhiều gió đảo không có gì che, ngoài ấy chắc nhiều sóng, bố lúc nào cũng nghe bà bảo hang rào biển là bố đấy bố ơi, cùng các chú bạn bố giữ đảo và giữ trời, xuân Quỳnh. Chúng mình vừa luyện đọc rồi, bây giờ chúng mình cùng nhau trả lời câu hỏi của bài. câu hỏi một bạn nhỏ viết thư cho bố vào dịp nào các con hãy đọc nội dung của đoạn thơ thứ nhất để chúng mình trả lời sắp đến tết bạn nhỏ rất là nhớ bố và bạn nhỏ đã viết thư cho bố vào dịp gần tết các con nhìn hình ảnh vừa viết thư bạn nhỏ vừa nhớ đến bố của mình con nhìn nét mặt tâm trạng của bạn nhỏ tại sao bạn nhỏ lại viết thư cho bố của mình à vì bố của bạn nhỏ đang làm công việc ở đâu bố của bạn nhỏ là lính hải quân đang làm nhiệm vụ canh gác và bảo vệ đảo, không được về nhà. Vì xa bố, cho nên bạn nhỏ rất là nhớ bố. Và bạn nhỏ đã viết thư gửi cho bố để vơi đi nỗi nhớ mong bố. Và bạn nhỏ đã gửi gì cho bố? Đáp án A, bánh trưng. Đáp án B, hoa. Đáp án C. Thư. Để trả lời được câu hỏi số 3, cô mời các con đọc lại nội dung bài thơ để chúng mình trả lời. Bây giờ sắp Tết rồi, con viết thư cho bố. Tết con muốn gửi bố, cái bánh trưng cho vui, nhưng bánh thì to quá, mà hòm thư nhỏ thôi. Bánh to quá, hòm thư nhỏ, nên bạn nhỏ đã không gửi được bánh trưng cho bố. Gửi hoa thì sợ héo, gửi hoa lại sợ héo, đường ra đảo xa xôi. Bạn nhỏ muốn gửi hoa nhưng vì đường ra đảo rất xa cho nên sợ hoa héo. Vậy con viết thư gửi vậy hẳn bố bằng lòng thôi. Vậy là bạn nhỏ đã gửi cho bố những gì nào? À, bạn nhỏ đã gửi thư cho bố. Vì bạn nhỏ mà gửi bánh trưng thì bánh trưng to không đút vừa, không gửi được vào bưu điện mà gửi hoa thì sợ héo nên bạn nhỏ viết thư gửi thư cho bố. Câu hỏi 4. Theo con, khổ thơ cuối muốn nói điều gì? Chúng mình đọc lại cho cô khổ thơ cuối. Bà bảo rằng Bà bảo hàng rào biển Là bố đấy bố ơi Cùng các chú bạn bố Giữ đảo và giữ trời Các con đọc khổ thơ thứ tư Ở trong sách giáo khoa Trang 96 Vậy câu trả lời đúng là câu nào? Đó chính là câu A Khổ thơ cuối muốn nói Bố và các chú Bảo vệ vùng biển bảo vệ vùng trời quê hương cho nên bố đã không về ăn Tết cùng với con trai và gia đình của mình được. Cô mời các con luyện đọc thuộc lòng bài thơ Thư gửi bố ngoài đảo. Các con đọc thầm khổ đoạn thơ thứ nhất. Để thuộc lòng bây giờ cô che khổ thơ thứ nhất lại cô mời các con luyện đọc khổ thơ thứ nhất cùng cô bây giờ sắp tết rồi con viết thư gửi bố tết con muốn gửi bố cái bánh trưng cho vui nhưng bánh thì to quá mà hòm thư nhỏ thôi. Các con bấm dừng video để luyện đọc thuộc đoạn thơ thứ nhất. Sau đó chúng mình sẽ đọc tiếp đoạn thơ thứ hai. Đoạn 2. Đoạn thơ thứ hai: Gửi hoa lại sợ héo, đường ra đảo xa xôi, còn viết thư gửi vậy, hẳn bố bằng lòng thôi. cô sẽ che lại cô mời chúng mình luyện đọc gửi hoa lại sợ héo đường ra đào xa xôi còn viết thư gửi vậy hẳn bố bằng lòng thôi các con bấm dừng video để luyện đọc thuộc lòng đoạn thơ thứ hai đoạn thơ thứ ba ngoài ấy chắc nhiều gió đảo không có gì che ngoài ấy chắc nhiều sóng bố lúc nào cũng nghe cô mời chúng mình luyện đọc thuộc lòng bây giờ cô che lại các con luyện đọc lại ngoài ấy chắc nhiều gió đảo không có gì che ngoài ấy chắc nhiều sóng bố lúc nào cũng nghe các con bấm dừng video để đọc thuộc lòng khổ thơ cuối cùng bà bảo hàng rào biển là bố đấy bố ơi cùng các chú bạn bố giữ đảo và giữ trời các con đọc thầm cho thuộc và tiếp theo cô che khổ thơ cuối cùng vào các con luyện đọc cùng cô bà bảo hàng rào biển là bố đấy bố ơi cùng các chú bạn bố giữ đảo và giữ trời các con bấm dừng video để đọc thuộc lòng bài thơ sau đó chúng mình bấm tiếp theo cô mời các con chuyển sang phần luyện tập theo văn bản đọc các con mở sách giáo khoa trang 97. Bài 1. Từ ngữ nào chỉ hành động của bố? Từ ngữ nào chỉ hành động của con? Có 4 từ ngữ chỉ hành động: giữ đào, viết thư, gửi thư, giữ trời. Từ ngữ nào chỉ hành động của bố thì các con nối vào từ bố. Từ ngữ nào chỉ hành động của con, các con nối vào từ con. Đó chính là yêu cầu của bài số 1. Cô mời các con quan sát xem suy nghĩ của các con có giống bài làm của cô không. Giữ đảo là từ ngữ chỉ hành động của bố. Viết thư là từ ngữ chỉ hành động của con. Gửi thư là từ ngữ chỉ hành động của con giữ trời là từ ngữ chỉ hành động của bố. Vậy, từ ngữ chỉ hành động của con là viết thư rồi gửi thư cho bố vì con rất nhớ bố. Và con viết thư gửi cho bố, bố đọc được thư thì bố cũng sẽ rất là vui. Còn hoạt động, từ ngữ chỉ hành động của bố là giữ đảo và giữ trời. Nhiệm, bộ, nhiệm vụ của bố rất là cao cả nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, bảo vệ quê hương. Vậy, thay lời bạn nhỏ, các con hãy nói một câu thể hiện tình cảm với bố. Đó chính là nội dung bài tập số 2. Các con quan sát xem những suy nghĩ của các con có giống với suy nghĩ của cô không ví dụ chúng mình có thể nói con rất yêu và nhớ bố ạ à. con mong bố sớm về với con và mẹ con và mẹ rất tự hào về bố vậy các con có bạn nào mà bố cũng đang ở xa giống với bạn nhỏ trong bài không chúng mình có thể viết thư cho bố hoặc chúng mình gọi điện cho bố hàng ngày, động viên bố hãy cố gắng. Và các con hãy chăm ngoan, học giỏi để bố vui, để bố yên tâm công tác. Các con thân mến, nội dung của bài thơ nói về tình cảm mà 10 người con dành cho bố đang làm nhiệm vụ ngoài đảo. Bạn nhỏ rất yêu bố rất thương bố và rất nhớ bố. Vậy, tình cảm của các con với bố mẹ của mình như thế nào? Các con thật là hạnh phúc khi được bố mẹ hàng ngày ở gần bên chúng mình, yêu thương, quan tâm, chăm lo chăm sóc cho chúng mình. Các con thấy rất là hạnh phúc hơn bạn nhỏ trong bài đúng không nào? Vậy các con hãy biết yêu thương, quan tâm và nói lời cảm ơn, thể hiện những tình cảm yêu thương của mình dành cho bố mẹ của mình. Các con thăm học giỏi, chăm ngoan để xứng đáng với tình yêu thương của bố mẹ đã dành cho mình. Và các con hàng ngày hãy thể hiện tình yêu thương bằng cử chỉ, bằng lời nói, bằng hành động, bằng việc làm, bằng kết quả học tập của mình. Các con đồng ý không nào? Cô mời các con chuyển sang tiết 3 viết. Lùi vào một ô các con ghi thứ ngày tháng. Lùi vào bốn ô ghi tiếng Việt. Lùi vào hai ô ghi tên bài đọc. Thư gửi bố ngoài đảo nghe viết. Các con sẽ viết đoạn thơ Thư gửi bố ngoài đảo từ đầu cho đến cùng nghe cũng nghe Các con nghe cô đọc Đoạn viết của chúng mình Bây giờ sắp Tết rồi Các con viết hoa chữ Tết Con viết thư gửi bố Cái dấu ba chấm của cô Tức là vẫn còn một số dòng thơ nữa Nhưng mà chúng mình Đây chỉ là một đoạn trích thôi Còn vẫn còn một số dòng thơ nữa trong bài Đó Cho nên là có dấu ba chấm và để trong ngọc đơn Tết con muốn gửi bố cái bánh trưng cho vui. Bánh trưng. Các con lưu ý từ trưng. Nhưng bánh thì to quá mà hòm thư nhỏ thôi. Gửi hoa lại sợ héo. Đường ra đảo xa xôi. Chúng mình lưu ý từ xa xôi. Con viết thư gửi vậy. Hẳn bố bằng lòng thôi. Ngoài ấy chắc nhiều gió đảo không có gì che, ngoài ấy chắc nhiều sóng. Bố lúc nào cũng nghe hết đó, chúng mình sẽ viết đến dòng bố lúc nào cũng nghe. Bây giờ các con ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng để chúng mình bắt đầu viết bài. Cách một dòng để chúng mình viết đoạn thơ thứ nhất. Bây giờ sắp Tết rồi, đây là thể thơ năm chữ các con viết cách lề hai ô con viết thư gửi bố cách một dòng sang khổ thơ tiếp theo tết con muốn gửi bố cái bánh trưng cho vui các con bấm dừng video để viết bài viết xong chúng mình lại bấm tiếp theo nhưng bánh thì to quá mà hòm thư nhỏ thôi chấm cách một dòng sang khổ thơ tiếp theo gửi hoa lại sợ héo đường ra đào xa xôi lưu ý từ xa xôi con viết thư gửi vậy hẳn bố bằng lòng thôi chấm hết khổ thơ thứ hai chúng mình cách một dòng sang khổ thơ tiếp theo ngoài ấy chắc nhiều gió các con bấm dừng video để viết vở. Viết xong chúng mình lại bấm tiếp theo. Đào không có gì che, ngoài ấy chắc nhiều sóng bố lúc nào cũng nghe. Các con bấm dừng video để viết, viết xong chúng mình kẻ bài. Tiếp theo chúng mình chuyển sang phần bài tập, bài 2 chọn tiếng phù hợp thay vào ô vuông a giang giang b dành dành vậy ở phần a ô vuông nào chúng mình điền giang là giờ và ô vuông nào chúng mình điền giang là gì các con suy nghĩ phần b ô vuông nào điền dành là giờ ô vuông nào điền dành là gì cô mời các con quan sát lên màn hình xem suy nghĩ của các con có giống với đáp án của cô không giang tay, điền giang là giờ, giỏi giang điền giang là di. dở giang điền giang là giờ, dỗ giành điền giành là giờ, tranh giành điền giành là di. để giành điền giành là giờ. cô mời chúng mình đọc lại bài 3 có hai phần, phần A và phần B. Cô hướng dẫn các con phần A trước. Tìm từ ngữ gọi tên từng loại quả có tiếng bắt đầu bằng sờ hoặc sờ. Hình số 1 dễ dàng quá đúng không các con? Xoài, tên quả này đó là xoài. Quả số 2 có tên là sung. Quả thứ ba có tên là sầu riêng. Quả thứ tư có tên là sim. Chúng mình đọc tên các loài quả. Phần B, chọn ít hoặc yếp thay cho ô vuông. Cô mời các con đọc thầm, suy nghĩ để trả lời. Sau đó chúng mình quan sát lên màn hình, xem suy nghĩ của các con có giống đáp án phần B không. Nhân dịp Tết, em viết một tấm thiệp gửi lời chúc đến các chú bộ đội trường xa. Những con sóng liên tiếp xô vào bờ. Cô khen những bạn đã điền đúng. Tiếp theo chúng mình chuyển sang tiết 4, luyện từ và câu. Các con mở sách giáo khoa trang 98. bài một những từ ngữ nào dưới đây chỉ người làm việc trên biển có một số công việc mà người làm việc phải làm trên biển đó là những công việc nào các con quan sát ngư dân hình ảnh minh họa những người dân đánh bắt cá trên biển bộ đội hải quân tức là những chú bộ đội làm việc ở ngoài biển lái xe là người điều khiển xe. Thợ lặn là những người lặn xuống dưới nước, dưới đại dương. Thủy thủ là những người lái tàu. Nông dân những người trồng trọt, chăn nuôi, vân vân. Vậy những từ ngữ nào chỉ người làm việc trên biển? Các con suy nghĩ và bây giờ các con quan sát xem những suy nghĩ của các con có đúng không ngư dân là người làm việc trên biển đúng bộ đội hải quân chỉ làm việc chỉ người làm việc trên biển đúng lái xe làm việc trên biển sai không đúng thợ lặn làm việc trên biển đúng thủy thủ làm việc trên biển đúng nông dân làm việc trên biển, chưa đúng. Có những nông dân làm việc trên đất liền. Đó. Vậy những từ ngữ chỉ người làm việc trên biển đó là ngư dân, bộ đội hải quân, thợ lặn, thủy thủ. Bài 2, kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu các con đọc thầm suy nghĩ để trả lời và cô mời các con quan sát xem suy nghĩ của các con có đúng không những người nông dân những người dân trài ra khơi để đánh cá các chú hải quân tuần tra để canh giữ biển đảo người dân biển làm lồng bè để nuôi tôm cá cô khen những bạn có suy nghĩ đúng với đáp án cô mời các con đọc lại Tiếp theo, cô mời các con chuyển sang bài 3. Dựa vào kết quả ở bài tập 2, đặt hai câu hỏi và hai câu trả lời theo mẫu. Mẫu: Những người dân chài ra khơi để làm gì? Và trả lời: Những người dân chài ra khơi để đánh cá. Tương tự như vậy. Các chú bộ đội hải quân tuần tra để làm gì? Các chú bộ đội hải quân tuần tra để canh giữ biển đảo. Những người dân biển làm lồng bè để làm gì? Những người dân biển làm lồng bè để nuôi tôm cá. Cô mời các con bấm dừng video để chúng mình hỏi và trả lời. Đây là những nghề làm ở trên biển. Đó là chú bộ đội hải quân, đó là người dân biển đánh bắt cá nuôi tôm cá. Đúng không? Tiếp theo, cô mời chúng mình chuyển sang tiết 5, luyện viết đoạn. Các con mở sách giáo khoa trang 98 và trang 99. Bài 1, nói những điều em biết về chú bộ đội hải quân. Các con hãy suy nghĩ và nói về chú bộ đội hải quân. Và các con quan sát bài của cô, xem những suy nghĩ của các con có giống với suy nghĩ của cô giáo không? Các chú bộ đội hải quân làm nhiệm vụ ngoài đảo xa, thường ngày các chú sẽ tuần tra trên biển để canh giữ biển đảo. Các chú cũng thường xuyên quan sát để luôn sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Thời gian rảnh rỗi, các chú trồng rau, nuôi gia súc các chú cũng luôn rèn luyện bản thân để có sức khỏe, bảo vệ tổ quốc. Và bây giờ chúng ta cùng nhau thực hành viết 4 đến 5 câu để cảm ơn các chú bộ đội hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Đó cũng chính là yêu cầu của bài số 2. Các con dựa vào gợi ý sau. Chúng mình sẽ mở đầu gửi lời chào đến các chú hải quân. Sau đó tiếp theo, chúng mình sẽ giới thiệu ngắn gọn về mình. Và tiếp theo chúng mình viết lời cảm ơn và nêu rõ lý do khiến mình cảm ơn các chú và biết ơn các chú hải quân. Và câu cuối cùng, chúng mình sẽ gửi lời chúc, lời chào đến các chú hải quân. Dựa vào gợi ý và dựa vào những bài tham khảo tiếp theo của cô để chúng mình viết bài. Các con tham khảo bài của cô Kính gửi các chú bộ đội hải quân ở Trường Sa. Cháu là Phan Minh Châu, học sinh lớp 2. Cháu muốn gửi tới các chú lời cảm ơn vì các chú đang ngày đêm canh giữ biển đảo, bảo vệ sự bình yên cho đất nước để chúng cháu được cắp sách tới trường. Cháu kính chúc các chú luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cháu Phan Minh Châu. Cô mời các con tham khảo bài tiếp theo. Kính gửi các chú bộ đội hải quân ở quần đảo Trường Sa. Cháu là Nguyễn Minh An, hiện nay cháu đang học lớp 2A, trường tiểu học Kim Đồng. Hôm nay cháu được học bài tập đọc về chú bộ đội Hải quân, cháu cảm thấy rất ngưỡng mộ các chú. Vì vậy, cháu xin gửi lời cảm ơn các chú vì các chú đã ngày đêm canh giữ biển đảo, bảo vệ bình yên cho đất nước. Cháu chúc các chú luôn mạnh khỏe, luôn khỏe mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Minh An các con tham khảo bài tiếp theo. Các chú bộ đội Hải quân ở Trường Sa kính mến. Cháu là Nguyễn Văn Hải, cháu đang là học sinh lớp 2. Hôm qua cháu được nghe cô giáo kể về các chú bộ đội Hải quân, cháu rất cảm phục, yêu mến các chú. Cháu muốn gửi lời cảm ơn đến các chú. Cháu kính chúc các chú có thật nhiều sức khỏe. Văn Hải. Các con tham khảo bài tiếp theo. Kính gửi các chú bộ đội Hải quân, cháu là Nguyễn Mạnh Dũng, cháu đang học lớp 2. Hôm qua cháu được xem một chương trình giới thiệu về các chú bộ đội Hải quân, cháu cảm thấy rất ngưỡng mộ các chú, cháu cũng rất biết ơn vì các chú đã ngày đêm canh gác biển đảo, bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Cháu mong các chú giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mạnh Dũng. Các con thân mến, Dựa vào bài gợi ý, dựa vào những hiểu biết của con về chú bộ đội hải quân và dựa vào những bài tham khảo của cô, các con hãy viết một đoạn văn 4 đến 5 câu hoặc nhiều hơn cũng được để cảm ơn các chú bộ đội hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo tổ quốc cho chúng ta có cuộc sống bình yên. Các con bấm dừng video để chúng mình viết bài. Viết xong chúng mình lại bấm tiếp theo. Cô mời các con chuyển sang tiết 6 đọc mở rộng. Các con mở sách giáo khoa trang 99. Bài 1, tìm đọc bài thơ, câu chuyện viết về các chú bộ đội hải quân. Có rất nhiều bài thơ, câu chuyện, ví dụ bài thơ chú hải quân, anh hải quân và biển. Bố em là lính biển chú bộ đội của tổ quốc em ơi, vân vân. Và bây giờ chúng mình cùng nhau đọc cho các bạn nghe những câu văn, những câu thơ, những bài thơ mà em thích. Ví dụ bài thơ chú Hải Quân. Đứng canh ngày canh đêm, ngoài xa vời hải đảo, kia bóng chú Hải Quân dưới trời xanh trứng sáo mặc nắng mưa gió bão cây súng chú chắc tay quân thù mà ló mặt biển lớn sẽ vùi thây em mong ngày khôn lớn sẽ vượt sóng ra khơi cũng cầm chắc tay súng giữ lấy biển lấy trời đó là bài thơ nói về chú hải quân bài thơ bố em là lính biển Bố em là bộ đội lặn lội ngoài đảo xa canh giữ biển quê ta mẹ dặn bé ở nhà luôn chăm ngoan học nhé lúc nào ngoan bố sẽ thường một chuyến đi thăm nơi đảo xa vạn dặm bé thương bố nhiều lắm làm việc nơi đảo vắng bé ơi hãy cố gắng luôn vâng lời mẹ cha bé ơi hãy ở nhà là trò ngoan con nhé. Các con hãy tìm nhiều bài thơ về chú bộ đội hải quân để đọc cho ông bà, bố mẹ, người thân, bạn bè của mình cùng nghe. Các con thân mến, bài thơ Bố em là lính biển đã khép lại nội dung bài học hôm nay. Các con hãy ghi nhớ nội dung kiến thức trong bài để mình vận dụng làm bài tập và vận dụng vào cuộc sống. Các con hãy bấm like và nút đăng ký để nhận được thêm những video mới tiếp theo của cô. Cô chào các con. Hẹn gặp lại các con ở những bài học tiếp theo.